Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khoa Audio. Chúc tất cả một ngày mới tốt lành. Và trong clip ngày hôm nay thì Khoa giới thiệu đến em một đôi loa đến từ nước Đức Quốc xã. Và trước camera của em là một đôi loa màu trắng tinh luôn, trắng như bông bưởi và nặng như cối đá. Thì cũng không khó khăn gì để những người mà fan của loa Đức nhận ra đây là đôi loa đến từ hãng Baron. Model của nó là L710 xẹt 1 đây này. Thì đôi loa này nó cũng khá nổi tiếng, cũng như có mặt nhiều trên thị trường và được người chơi đón nhận vì chất âm của nó rất là hay, mịn mẻ cũng như là gai góc đây này. Rồi thì trên thị trường thì nó có nhiều anh em, nó nhưng mà cái đời màu trắng này, màu gray này nó khá hiếm luôn, thật sự là khá hiếm anh em. Khôi về một lô luôn thì có một đôi màu trắng là duy nhất thôi nha. Đó, nên những ai mà thích độc đáo, độc lạ trưng bày, đặc biệt là những người mà xây nhớ mới nhà thì cái đôi này bỏ vào cái phòng khách rất là đẹp vì nó là màu trắng nha. Rồi, đó là vài thông tin giới thiệu. Bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần anh em cùng xem. Thì đây, Khôi đầy lưới một bên cho anh em cùng xem anh em ha. Lưới đầy anh em ha. Thì bên này nó còn luôn cả cái tem này, tem này nè. Đó. Loa Đức thì nó bao góc anh em, bao góc ha. Bao góc rất là đẹp. Đó. Tất cả các dòng loa Đức bao góc và lưới e-căn của nó là lưới sắt này, phải là lưới sắt ha. Còn mà nếu như mà nó lưới vải là không đúng rồi nè. Cái đời này á, trên thị trường có thấy có nhiều người bán nhưng mà nó mất lưới rồi hay sao không biết, làm là lưới vải nhưng mà họ không có viết bài, thì có khẳng định với anh em đó là đồ lai nha, không còn zin. Đây này, đó anh em xem, nó còn trong đây còn mấy cái miếng anh em miếng dán đàng hoàng em nha, mấy miếng dán vẫn còn đầy đủ. Đây là cái miếng này của hãng chứ không phải là mình làm vào này, lưu ý nha. Rồi, cặp loa được thiết kế tất cả là 4 đường tiếng này, 4 quay ha, 1, 2, 3, 4 này. Thì trong đó có 2 bát thật nữa nè. Bát này là bát thật nha. Mặc dù là loa Đức nhưng mà mình là bát giấy nè. Râu lồi nè, cái mùi rất đẹp luôn. Quay cận cảnh anh em cùng xem. Đó. Và Khôi cam kết với anh em là zin tuyệt đối, tại vì cái dòng này á, là nó còn đất sét phía trong, nó giống AR này. Đó. Nên khi mình tháo nó sẽ có dấu nè. Ngoài cái việc tháo là có ốc, ốc nó có dấu. Nó tại vì đây này, nó người ta còn bôi keo luôn nha, bôi keo luôn. Đó. Thì cặp này chưa đụng chạm gì. Đây anh em nhìn ở trên này nè, chép này. Nếu mà tháo là có vấn đề nha. Đó, đây là còn đất sét luôn ha. Rồi thì cái này là trung đôm chép đôm. Nhưng mà cái đời này được gọi là cái râu cá trê này, râu nằm ở ngoài á, gọi là râu cá trê này ha. Là chép rất là to luôn, là trung cũng to luôn, cực to luôn. Cái này là tẩm dầu anh em nhé, cái này chắc đôm tẩm dầu này. Mình sờ vào nó có cảm giác ướt ha, đó là bảo vệ á. Ok, Khôi quay luôn phía sau cho anh em. Đây, ok ha. Cái này mình chưa buông ngóc ra luôn anh em nha, chưa buông ngóc luôn. Cái đặc biệt đó là cái này đây, cái thông số của nó này, Khôi đọc luôn cho anh em này, anh em khỏi phải nhìn ta này. Nó là L710-1. Công suất của nó là 40W. 4 ohm, loa Đức thì 4 ohm. Rồi ok. Đó là về thông số. Đặc biệt anh em, cặp này nó còn luôn cái cặp dây. Thì một bên dài một bên ngắn, nhưng mà còn cái dây anh em có thể tận dụng nó này. Cái dây của này anh nhớ không nhầm nó 5-6 m á, tại vì nó còn một khúc bên này nữa. Thì mình có thể cắt ra bớt để mình lấy mình xài nè, Khôi để nguyên cho anh em luôn ha. Mình không có cắt bớt gì. Cái nào còn để còn. Đó. Nếu mà cắt ra bán thì cũng được vài trăm ngàn á, nhưng mà mình không làm vậy, mình để vậy luôn. Rồi. Và cái thứ hai này, đây. Cũng đẹp, bên này thì nó mất cái chữ Baron rồi nha. Đẹp. Loa là toàn bộ bên em bao nhiêu tuyệt đối 100%. Nói sai đền anh em hoàn tiền đền gấp đôi luôn. Đây. Em thấy nè. Nó còn luôn đất sét ha. Bát giấy rất là đẹp. Chưa bung ngóc cái này tại vì nó có đất sét, mình tháo là nó có dấu hết anh em nha. Lưu ý như vậy. Rồi, loa thì đẹp ha. Đó. Ok chưa? Bên này cũng còn tem này nè, đầy đủ ha. Dây bên này cũng còn, dây zin này nè, mà nó ngắn hơn chút. Đó. Rồi. Rồi, Khôi đã xong cái phần giới thiệu nè. Giới thiệu xong nó có bao nhiêu thì nói bấy nhiêu hết rồi. Về phôi ghép thì nó khá dễ ghép, nó 40W nè, thì anh em có thể ghép với đèn, ghép với banh dẫn xuất tụ. Hoặc là có đi Đức thì rất là hợp. Đó. Mình nó nhỏ nhưng mà nó rất là gấu. Những cái đôi này lúc trước Khôi có tháo cụ nó rồi. Cụ nó rất là gấu luôn, phân tân cực gấu luôn đây nè.
củ nó tròn kiểu này này nha, củ nó tròn kiểu này nên nghe tuyệt vời. Những ai mà yêu thích những cái bản nhạc trữ tình, kể cả nhạc vàng nữa này thì vẫn đánh được. Đây Khôi nói lại cái chỗ này đi, vì lúc này Khôi chưa nói thì bên này đi. Thì trên cái gân, trên cái gân của cái dòng này nó có cái chữ Barun luôn anh em nhé. Đó, Barun. Số series thì mình không nói nhưng mà nó phải có cái chữ này. Đó, 13114 gì đây này. Thì nó mới là gân zin đây này. Còn mà không có cái chữ này thì nó đã thay nhá. Nói rõ anh em lần nữa. Rồi để anh em biết được một cặp loa nó giá trị và nó khác nhau về cái giá. Nhiều anh em sẽ so sánh thị trường. Ví dụ như cái cùng là một cái đôi này thì nó sẽ có cái giá từ 9 đến 10 11 triệu. Đó, còn những cái loa nó rẻ hơn thì Khôi không có bán. Trên thị trường có nhưng mà Khôi không bán. Khôi chỉ bán những cái cặp loa chất lượng đẹp. Đó là cái thương hiệu uy tín của Khôi. Thật sự là chất âm nó rất là hay rồi. Nhiều người đã test trên nhiều clip trên YouTube khác nhau. Anh em ngoài cái clip của Khôi test, anh em có thể tham khảo thêm về các cái thể loại nhạc quê hương, nhạc vàng, nhạc trữ tình nhá. Thì đôi loa này như Khôi đã nói giới thiệu rồi, một đôi loa zin tuyệt đối nguyên bản và đôi màu trắng nó rất đẹp. Đó, mang ngoài cái việc nghe hay có giá trị sưu tầm thì cái mức giá để anh em sở hữu nó là 9.500.000. Rồi anh em đã quan tâm, đã yêu thích thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu nhé. Đã quan tâm, đã biết tới kênh của Khôi thì yên tâm mình giao dịch, tại vì Khôi đã bán chục năm nay ở Sài Gòn rồi. Còn nếu anh em ngại thì cọc trước 30% thì tầm 3 triệu thì phần còn lại thì Bưu điện sẽ thu hộ nhé. Còn ở Sài Gòn thì Khôi bao ship tận nơi hoặc anh em ghé chợ, tại vì loa nó cũng nhỏ gọn anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em lần nữa và chúc tất cả lựa chọn được món hàng ưng ý. Khôi xin phép tạm dừng clip ở đây.